Điện tử Hành Nguyễn xin mến chào đại gia đình đam mê âm thanh và yêu loa PV nhá. Trong clip ngày nay, Hành Nguyễn lên sóng giới thiệu đến bác về một cặp loa PV được sản xuất và lắp ráp tại Mỹ, có model là SP4 con bổ cạp. Đây là một dòng loa sở hữu 2 bát 40, từ 2 con 100 và một tép kèn lớn trên một thùng. Thì nhắc về thương hiệu PV cũng là chất lượng của loa PV thì các bác đã là người trải nghiệm ấy, trong đời ấy, thì cần nghe một lần thôi là nhớ suốt luôn, không bao quên được. Bởi vì chất âm, cái âm sắc của dòng loa PV đưa ra, thì PV thì khi bác chơi ấy, thì nó sẽ trình diễn một cách xuất sắc đầy đủ các giải. Từ giải bass của PV bao giờ thể hiện độ mềm mại, uy lực và mạnh mẽ. Về phần trung âm của loa PV thì bao giờ nó cũng rất là rõ và rộng lời, cực kỳ rộng lời nhá, mà ngọt quá nhá. Thay giải tép PV đánh cực kỳ sắc sảo, đánh rất sáng và rất gọn ghẽ khi chúng ta mà sử dụng loa PV. PV thì nó có rất nhiều ưu điểm, các bác vừa nghe nhạc chuyên sâu được, vừa hát karaoke được và chơi được đa không gian, từ trong nhà, ngoài trời, quán cà phê rồi là sân vườn. Thì ngày em phải được cặp loa đẹp xuất sắc quá nhá, và rất là đẹp lên keng luôn. Thì dòng loa này ấy, được lắp ráp sản xuất tại Mỹ. Bây giờ em sẽ tiến gần quay tổng thể cũng như là thông báo rõ về cái thông số kỹ thuật để bác phải lắm được. Đầu tiên là về thiết kế thùng nhá. Thì cái dòng này ấy, nó sẽ thiết kế nó gọn gàng một chút so với những cái dòng trước đó. Tức là nó là thùng gỗ và bọc lỉ. Đấy nhá. Thùng gỗ bọc lỉ và gỗ rất chắc. Bọc lỉ làm gì? Để bảo vệ cho cái đôi loa nó không bị sứt sẹo và khi vận chuyển nó không bị đập vào thùng. Đấy. Thì dòng loa này báo cáo bác, lông lỉ cũng rất là mới nhá, rất đẹp. Đấy. Con này thì kích thước nó rộng 53, sâu 59, cao 1m24 nữa nhá. Rộng 53 này, sâu 59, cao 1m24. Thì nhiều đời ấy, nó có thể sâu 70. Cái con này sâu nó gọn gàng một chút. Và bên sau này hỗ trợ anh em tay xách và tay kéo nhá. Vừa là xách vừa kéo. Ở dưới là có bánh xe. Đấy, có thể là để ngửa loa và kéo một cách rất dễ dàng, như các bác đi hiểu như là du lịch về ấy. Kéo những chiếc ba ly trên sân bay ấy, rất là nhàn lắm nhá. Cái thùng gỗ này chắc chắn rất đẹp không nhá. Thế về thông số kỹ thuật thì em quay kỹ anh em đây. Đấy, con này nó là PV này, SP4, sản xuất tại Made in USA nhá. Hỗ trợ hai cổng vào, một là 6 ly, hai là rắc lưu trích. Đấy. PV.com. Con này nó chạy 4 ôm rồi, phải bát là 8 ôm nhá. Lắp xong xong là 4 ôm. Tem cờ nguyên mới đây. Tem cờ còn nguyên. Thế đây là công suất của hãng đưa ra. Biam nhé, là 2000W này và mắc là 4000W. Tần số là 45Hz, cao là 16kHz. Đấy. Dòng loa này bác nhìn này. Đấy. Độ nhạy lên tới 100 dB. Thế là nhỏ quá nhá. Còn mắc nó phải rơi 133 dB. Thì thông số. Và căng nó là sơn, là sơn xám nhá. Rất đẹp luôn, sơn xám. Màu rực sữa. Làm cho loa có độ nổi trội và điểm nhấn. Ở dưới một cái logo của PV rất đẹp này. Đấy. Thì trong này nó là cái bông truyền thống PV đấy. Bông PV thì một là bông màu trắng, hai là bông kiểu bao tải này. Nhiều lớp, thùng thành đẹp quá nhá. Phân tần hai mảnh, đấy mình nhìn này. Hai phân tần liền nhá. Hai phân tần luôn. Đấy. Một phân tần là xử lý cho các loại bát và tép. Đấy, hai phân tần luôn nhá. Phần tần dưới là đồng thời kết nối luôn, nó có rắc cắm. Và phần trên thì nó là có quần cảm tu điện. Đấy. Mà PV nó truyền thống nó hai kiểu xoắn xoắn này đúng không? Bác xem ấy. Màu vàng là dương nhá. Màu xanh là âm. Đấy, còn cái màu trắng cái này là dương, màu đỏ là dương. Đấy, thì cái dương cái màu vàng là dương. Em làm PV thì em nhớ nhá. Đó. Rất đẹp nhá, thùng thành thì gọn gàng, chắc chắn, đẹp đẽ. Bánh xe có. Và về cái đời driver của nó thì báo cáo bác đây. PV thì nó em đã nói rất nhiều rồi. Nó sử dụng nhiều của tép giống nhau, rất là to, mà tép nó bánh rất là bật nhá, mà rất là mê luôn, từ còn rất là sáng nhá. Này. Cái mã của nó là 22XT+, sản xuất tại Mỹ, Tamo nhá, zin đẹp cho anh em luôn. Đấy, cổ tép này, cái hay của Mỹ là chính là cái chất lượng từ nó ấy, khi nó thể hiện được nó bền hay nó thể hiện được chất âm của nó. Đấy. Kết hợp với cái khối phân tần nữa, phễu kèn cực rộng, cho nên con này cái độ phủ phóng xa nhé, rất là xa luôn, độ phủ phóng cực kỳ xa.
Đây. Con này nó là dòng SB5 ấy, kiểu kiểu ấy. Cái phễu kèn này, con tép này nó giống như SB5 ấy nhá. Rồi. Nó sử dụng là 4 con bát, con bộ cạp. Đấy. Con này thì bát nó là bát 40. Từ 2 con 100 nhá. Tại sao gọi bộ cạp? Nó là xương cong. Xương cong đời rất cao nhá. Có đi vên thì có đời xương thẳng. Đó là xương cong. Anh em mình quý như vậy. Chấu nó đã, bác này, cái chấu đông nó đã ra man này. Đấy, nó làm rất là cầu kỳ và rất là chi tiết luôn. Đấy. Chỗ cái chấu để kẹp loa này. Tất cả zin đẹp luôn nhá. Nó nhìn này. Từ rất còn sáng luôn. Rất là sáng luôn. Đấy, đây là nó bẩn mất nhá, đây là bẩn thôi. Đây cái keo của bẩn. Cái này cần mình lau qua sạch thôi. Nhưng nó ở trong loa nó chẳng hưởng gì bác nhá. Nó chẳng hưởng gì cả. Tất cả đẹp hết luôn nhá. Đấy, màng mic nó thì quá đẹp luôn. Là tất cả bốn cái luôn. Dùng lo mãi như này em nghĩ là nó rất đẳng cấp rồi. Về bên em đã có nhiệm vụ là kiểm tra rất là kỹ nhá. Vệ sinh cẩn thận, kiểm tra từ con ốc luôn. Kiểm tra từ con ốc nhá, kiểm tra từ cái dây luôn. Đấy, tất cả tình trạng hoạt động tốt nhá, màng đẹp. Con này nó màng giấy gân độ làm dầu 4 sóng nhá. 4 sóng. 4 sóng như này thì tiếng bát rất là rộng, êm mà mềm, bác biết rồi. Càng nhiều sóng thì càng độ êm mềm. Bởi dao động nó càng nhanh. Đấy. Thì con này thì báo cáo các nghe nhạc nhỏ tí nó hay. Kể cả cao kia thì hết điểm luôn nhá, hết điểm luôn. Cao kia okay con này thì hay lắm. Đấy thì những đôi này nếu mà mới nó thì hàng trăm triệu một đôi luôn nhá, không có dưới 100 triệu luôn. Thế nhưng mà bây giờ xung bãi nó cũng rất là rẻ luôn nhá. Rất là rẻ. Em đang chào với mức giá là 30 triệu luôn nhá. Đấy 30 triệu. Những cặp này thời điểm đắt là phải là 38 40 triệu. Thế nhưng bây giờ thời điểm này thì tháng 3 ngày 8 thì cơ bản nó cũng bỏ hàng hóa cũng chậm á thì em đã đưa mức giá hợp lý anh em chơi là 30 triệu một cặp loa này. Đấy. Mọi tin mua sắm phối ghép liên hệ với em số máy 0936 583 10 hay Nguyễn giao hàng Hàn Quốc nhé. Bác có nhu cầu ấy, ở gần thì cọc em 1 triệu, ở xa 2 triệu nhé. Bởi loa rất nặng cho nên là các cũng phải phối hợp nhé trước khi mua loa. Anh Nguyễn chào bác nhé và cảm ơn bác đã theo dõi video.